Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Quân sự 24 giờ. Cũng đã hơn 2 năm kể từ khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra. Và cuộc chiến này đã cho chúng ta thấy sự vượt trội của các vũ khí hiện đại mới so với thế hệ vũ khí cách đây hơn 50 năm. Đặc biệt, nó cũng cho thấy sự khác nhau giữa các loại vũ khí đến từ hai thế giới, Đông và Tây. Nhưng, điều đáng nói nhất ở đây là cuộc chiến đã mang lại áp lực vô cùng lớn cho các nước như Việt Nam. Vì cuộc chiến đã làm bộc lộ ra nhiều điểm yếu trong hệ thống khí tài của cả hai phe. Và trong đó 90% vũ khí của Việt Nam là mua từ Nga. Nó khiến Việt Nam phải chạy đua liên tục trong việc nghiên cứu, nâng cấp và thậm chí là tự chế tạo các loại vũ khí cho riêng mình để phòng ngừa một cuộc chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng Quân sự 24 giờ điểm danh những loại vũ khí và khí tài quân sự mà Việt Nam đã tự sản xuất. Danh sách dưới đây sẽ bao gồm 10 loại vũ khí khác nhau, được chia làm hai nhóm, nhóm hạng nhẹ và hạng nặng. Mặc dù danh sách mà chúng tôi liệt kê có thể sẽ không bao quát hết được toàn bộ kho vũ khí và khí tài của quân đội nhân dân Việt Nam đang sở hữu, thế nhưng nhìn vào đó cũng đủ để chúng ta cảm nhận được phần nào đó sự hùng mạnh của nền quân sự nước nhà. Và không phải để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào ngay video thôi nào. Thứ nhất, robot trinh sát ZBB-01. Năm 2019, robot trinh sát chiến đấu ZBB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu chế tạo đã chính thức được đưa vào biên chế. Robot trinh sát nghe qua thì cứ nghĩ đây chỉ là một vật vô tri, vô hại. Nhưng thực ra, nó là khắc tinh của các lực lượng khủng bố. Xuất hiện từ tình hình thế giới ngày càng bất ổn, bọn khủng bố ngày càng tinh vi, với nhiều thủ đoạn khôn lường. Robot trinh sát đã được ra đời với nhiệm vụ theo dõi, giám sát và tiếp cận những phần tử quá khích cực đoan, thậm chí là tấn công và thủ tiêu. Ưu điểm của chúng ở chỗ là có thể tiếp cận mục tiêu trong các điều kiện địa hình phức tạp, leo dốc, lội nước, di chuyển cả trong gầm cầu, gầm cống hay thậm chí là hỏa hoạn. Thiết bị này có thể tự đứng dậy được khi ngã, truyền video thực về trung tâm điều khiển, đặt và kích nổ được lựu đạn, thuốc nổ, bộc phá, thậm chí là nổ súng tấn công. Qua đó, giúp cơ quan chức năng bắt giữ tội phạm hiệu quả hơn rất nhiều. Cũng kể từ đó, nhu cầu về robot trinh sát và tấn công ngay một lên cao. Nga, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác còn nâng cấp nó thành vũ khí sát thương tự động, tức là có thể tự phát lệnh tấn công mà chẳng cần sự can thiệp của con người. Và tất nhiên, đường chạy đua vũ trang thì Việt Nam không bao giờ vắng mặt. Theo như công bố, robot trinh sát do Việt Nam chế tạo có chiều dài 1,18m, rộng 0,765m, cao 0,395m, nặng khoảng 80kg, vận tốc tối đa 5 km/h, thời gian hoạt động 3 giờ. Robot di chuyển bằng bánh xích chế tạo từ cao su trộn với sợi Kevlar, có khả năng vượt địa hình dốc 15 độ, cao 15 cm. Hệ thống quan sát bao gồm tổ hợp camera quân sự, sử dụng được cả trong bóng tối, hệ thống điều khiển hỏa lực riêng, hệ thống truyền thông tin, định vị và dẫn đường, có thể sử dụng định vị sóng radio, GPS hoặc cả định vị quán tính INS. Ngoài ra, ZBB-01 còn được tích hợp các cảm biến âm thanh, cảm biến phát hiện phóng xạ, chất nổ, hóa chất độc hại, các tham số môi trường khác phù hợp chiến đấu khi đối phương sử dụng vũ khí hóa học phóng xạ. Bo mạch điều khiển của robot hoạt động theo tiêu chuẩn quân sự, hệ thống điều khiển từ xa đặt các quy chuẩn bảo mật cao nhất, có thể điều khiển ở cự ly tối đa 500m. Về hỏa lực sát thương của mẫu thử nghiệm ZBB-01 đang được lắp đặt súng Mikro-Uri, sử dụng cỡ đạn 9x19mm với hợp tiếp đạn 25 viên. Ngoài ra, có thể lắp thêm súng phóng lựu và một số vũ khí khác. Nhờ đó, robot có thể tiêu diệt mục tiêu hiệu quả trong khoảng cách 50m, tự động phát hiện, bắt bám bắt mục tiêu và ngắm trong phạm vi 200m. Việc khai hỏa được thực hiện theo lệnh của xạ thủ điều khiển. Về quá trình nghiên cứu, theo trưởng nhóm nghiên cứu Thiếu tá Đào Vũ Hiệp, thì nhóm đã được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giao nhiệm vụ từ năm 2017. Khi đó, các nước như Nga, Mỹ và Trung Quốc đều đã có sản phẩm robot tương tự. Thế nhưng là do sản phẩm mới, chưa từng được nghiên cứu tại Việt Nam, trong khi sản phẩm nước ngoài luôn giữ bí mật về công nghệ, nên nhóm phải tự nghiên cứu, thiết kế cấu hình,
tính năng kỹ chiến thuật riêng. Ông nói, chúng tôi phải tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn để xây dựng được bản thiết kế, tự tìm tòi, giải mã để có thể làm chủ công nghệ robot. Trước khi ra thành phẩm, robot đã có tận 4 lần thử nghiệm đều không đạt do toàn bộ linh kiện vật tư sản xuất trong nước không đáp ứng được độ chính xác, độ bền và tiêu chuẩn khắt khe của khí tài quân sự này. Nhóm đã đề xuất nhập các loại linh kiện điện tử, chip từ nước ngoài, nghiên cứu kỹ để lựa chọn các loại thép chống được đạn cấp độ 1. Các linh kiện quân sự đặc chủng duy trì được khả năng lội nước mà không làm ảnh hưởng đến linh kiện, khả năng tác chiến. Và năm 2019, robot ZBB01 của Việt Nam chính thức ra mắt công chúng. Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Dương Văn Yên cho biết, thông qua nhiều bài kiểm tra, đánh giá, đề tài robot ZBB01 đã được Tổng cục đánh giá đạt loại tốt, phù hợp với điều kiện tác chiến tại Việt Nam. Sản phẩm này đã đủ điều kiện để đưa vào biên chế. Khi nào Bộ Quốc phòng hoặc các đơn vị có nhu cầu đặt hàng sẽ được sản xuất hàng loạt. Thứ hai, máy bay không người lái cỡ nhỏ, tầm gần. Chúng ta đã nói tới thiết bị trinh sát mặt đất, thì tất nhiên không thể không nói tới thiết bị trinh sát trên không. Hiện nay, các máy bay không người lái đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Trong số đó, Flycam là thiết bị phổ biến, thường được sử dụng để ghi hình trên không. Thậm chí, có những loại máy bay không người lái còn được sử dụng để giao hàng, vận chuyển. Nhưng chắc có lẽ, chỉ trong lĩnh vực quân sự, máy bay không người lái mới có thể phô diễn hết khả năng sức mạnh của nó. Hiện tại, nó là khí tài quan trọng không thể thiếu của quân đội tại nhiều quốc gia, phục vụ đắc lực cho công tác trinh sát và tấn công vô cùng hiệu quả. Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022, được tổ chức tại Việt Nam, có một gian trưng bày nằm khá khiêm tốn trong góc khuất, thế nhưng lại thu hút rất đông khách tham quan cả trong nước và quốc tế bởi sản phẩm đặc biệt. Đó là chiếc máy bay không người lái, được thiết kế và chế tạo hoàn toàn bởi các kỹ sư Việt Nam. Đã trải qua 8 năm thiết kế với nhiều phiên bản thử nghiệm. Thiết bị được trang bị 4 camera, có tầm bay xa 11 km và có sức tải 15 km, tương đương 9 quả đạn cối. Bên cạnh mẫu UAV trên, hiện tại, Việt Nam đã cho ra lò rất nhiều mẫu UAV cỡ nhỏ khác. Một vài trong số đó là do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel sản xuất, như VUASC-3G có khối lượng cất cánh tối đa 26 kg, bay liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, với vận tốc lên tới 120 km/h, với bán kính hoạt động 50 km. Sự đáng sợ của những thiết bị bay không người lái này là nằm ở độ chính xác cao của nó. Chẳng hạn như trong trường hợp cần cứu hộ, cứu nạn trên địa hình sông nước. Nhưng chiếc máy bay này cũng có thể mang theo 4 áo phao cứu sinh để thả chính xác xuống vị trí người gặp nạn. Vậy thì sẽ ra sao nếu như nó thả hàng chục kg bom có đương lượng nổ cao vào chính xác vị trí cố thủ của quân thù? Như chúng ta đều biết, với số lượng đông đảo, máy bay không người lái rất dễ dàng trong việc chọc thủng các hệ thống phòng không. Do đó, sự xuất hiện của nó đã làm thay đổi rất nhiều trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, một nhà máy chuyên sản xuất UAV với quy mô lớn đang được triển khai xây dựng, với công suất dự kiến vào khoảng 1.000 chiếc máy bay không người lái mỗi năm. Đây được xem là bước tiến lớn trong lĩnh vực chế tạo máy bay không người lái tại Việt Nam và cũng là một cơ sở vững chắc để Việt Nam bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông lẫn trên đất liền. Thứ ba, máy bay không người lái cỡ lớn, tầm xa. Nhiều năm trước đây, Việt Nam đã từng chế tạo thành công một loại máy bay không người lái cỡ lớn, tầm xa, có tên gọi là HS-6L. Nó có sải cánh 22m, thời gian hoạt động liên tục trên không tới 35 giờ. Khoảng cách bay dài nhất là 4.000 km, với tốc độ bay là trên 200 km/h. Từ năm 2016, có thông tin HS-6L đã được đưa vào biên chế và trở thành thiết bị bay không người lái tầm xa chủ lực của Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông. Hải quân Việt Nam dự tính sẽ sử dụng UAV HS-6L cho nhiệm vụ tuần thám biển tại khu vực Biển Đông nhằm đẩy mạnh khả năng phòng thủ của mình. Với tầm bay và khả năng hoạt động liên tục lâu dài, UAV HS-6L có thể được sử dụng để trinh sát, theo dõi các đội tàu chiến của Trung Quốc và các đối thủ tiềm tàng tại Biển Đông, đồng thời tiến hành trinh sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách hiệu quả,
nếu được triển khai tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. HS-6L sẽ là một vũ khí rất lợi hại trong chiến lược chống tiếp cận và các chiến phi đối xứng của Việt Nam. Tại đây, UAV HS-6L có thể tiến hành trinh sát và thu thập thông tin chi tiết của các căn cứ quân sự, căn cứ radar chiến lược của quân đội Trung Quốc tại đảo Hải Nam. Theo nguồn tin của The Diplomat Magazine, tạp chí quốc tế số 1 về tin tức quân sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cánh của HS-6L có thể được tháo lắp nhanh chóng trên thực địa, giúp cho việc triển khai UAV HS-6L và thu hồi máy bay có hiệu quả cao hơn khi sử dụng cho nhiệm vụ thực tế. Hệ thống camera và tác chiến điện tử tinh vi được trang bị cho UAV HS-6L còn có thể giúp nó thực hiện những nhiệm vụ của máy bay trinh sát và tác chiến điện tử truyền thống, vốn chưa bao giờ có trong trang bị của quân đội Việt Nam. Như trong trường hợp chiến tranh, chúng có thể được sử dụng để dẫn bắn và chỉ thị mục tiêu cho các loại tên lửa hành trình, rocket tầm xa có điều khiển, tên lửa đạn đạo Scud, hay các loại tên lửa tấn công tầm xa phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của Việt Nam. Sự xuất hiện của UAV HS-6L có thể xem là một bước tiến lớn do nó đã trực tiếp tăng cường độ chính xác và khả năng xuyên phá hệ thống thủ đường không của kẻ thù cho các vũ khí tên lửa chính xác cao của Việt Nam. Cần lưu ý rằng, trước khi HS-6L xuất hiện, Việt Nam chưa từng có loại máy bay nào có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, dẫn bắn chính xác cao cho vũ khí tên lửa như nó. Nếu được sử dụng cho nhiệm vụ chống hạm, UAV HS-6L có thể theo dõi sát sao và cung cấp vị trí, hình ảnh, thông tin trinh sát điện tử chính xác của hạm đội tàu Trung Quốc, cũng như thực hiện trinh sát cùng lúc nhiều đội tàu, tăng tốc độ chính xác tối đa, khả năng sát thương của tên lửa bờ và đội tàu tên lửa tấn công của Việt Nam trong thực tế chiến tranh. Cần lưu ý rằng, nếu sử dụng HS-6L để dẫn bắn, trinh sát các tên lửa chống hạm của Việt Nam sẽ không còn bị bó buộc bởi tầm hoạt động của hệ thống radar phòng vệ bờ biển truyền thống. Như chúng tôi đã nói ở trên, UAV nguy hiểm là ở độ chính xác cao của nó. Có được UAV tầm xa như HS-6L ngoài Biển Đông thì không khác gì Việt Nam đang có một cánh tay cầm vũ khí núi dài chĩa thẳng vào mặt của Trung Quốc. Được biết, UAV HS-6L còn là sản phẩm được tạo ra từ hợp tác kỹ thuật giữa hai nước Việt Nam và Belarus. Cụ thể, trong những năm sau 2010, Việt Nam đã tiến hành một loạt các hoạt động hợp tác nghiên cứu UAV chung với Thụy Điển, Israel và Belarus nhằm tự phát triển và sản xuất được UAV nội địa. Nhiều mẫu UAV nội địa của Việt Nam sau đó đã ra đời từ kết quả của sự hợp tác trên. UAV HS-6L có thể là một sản phẩm trực tiếp từ nỗ lực này, đồng thời cũng là UAV trinh sát tầm xa đầu tiên mà Việt Nam sở hữu trên chiến trường hiện đại. Đây là loại máy bay trinh sát, tác chiến điện tử hiện đại nhất mà Việt Nam đang có trong tay. Thứ tư, hệ thống cảnh báo và phát hiện mục tiêu. Bên cạnh máy bay không người lái, báo chí Trung Quốc đã từng rất quan tâm đến việc Việt Nam mua rất nhiều radar cảnh báo sớm tầm xa Vostok-E của Belarus. Loại radar này tốt hơn sản phẩm cùng loại của Nga, có thể giúp Việt Nam phát hiện ra máy bay chiến đấu tàng hình của đối phương, trong đó có cả J-20 Trung Quốc. Theo suy đoán của báo chí Trung Quốc, Việt Nam tập trung triển khai radar Vostok-E ở bờ biển Vịnh Bắc Bộ và hướng vào gió thám trên Biển Đông. Nhờ những radar này, hạm đội hải quân Việt Nam có thể an toàn tự tin té nước trên Biển Đông mà không sợ bị bao vây. Bởi trong trường hợp bị bao vây, thì nhờ hệ thống radar, những quả tên lửa phòng thủ từ bờ sẽ bắn cấp tập ra chi viện. Radar Vostok-E có các đặc điểm như chống gây nhiễu, chống tàng hình, độ tin cậy và tính cơ động cao. Khoảng cách dò tìm đối với những máy bay chiến đấu không tàng hình như Su-27 đạt 360 km. Đối với những máy bay tàng hình như F-117A và B-2 là 350 km. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng radar Vostok-E có khả năng phản ứng nhanh cực tốt. Nó chỉ cần 2 nhân viên là có thể điều khiển. Việc triển khai và thu về anten của nó có thể tiến hành tự động hoặc bằng tay. Thời gian từ khởi động cho đến khi phát hiện mục tiêu dài nhất chỉ cần 6 phút. Loại radar này một lần có thể theo dõi và khóa tới 16 mục tiêu trên không. Cho nên nó là một cơn ác mộng cho lực lượng không quân, hải quân Trung Quốc.
và dựa trên cơ sở đó, Việt Nam đã tự tay chế tạo và sản xuất ra radar chống máy bay tàng hình RV-02 dựa trên công nghệ từ radar Vostok-E của Belarus kể trên. Radar RV-02 có chiều cao là 11m, tốc độ quay 6 vòng trên 1 phút, có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa hàng trăm km trên hầu như mọi loại địa hình và thời tiết, kể cả các mục tiêu sử dụng công nghệ tàng hình. Và dù nặng đến 18 tấn, nhưng RV-02 chỉ mất từ 10 đến 15 phút để triển khai và thu hồi. Một con số ấn tượng so với thời gian 60 phút của các đài radar thế hệ cũ. Việc Việt Nam làm chủ RV-02 đã chứng minh Việt Nam đang nằm trong top những quốc gia sở hữu công nghệ radar hiện đại nhất. Những năm qua, chúng ta còn đã nghiên cứu và chế tạo ra thêm nhiều thiết bị tương tự cho riêng mình như VQ-1M hay VGS-2DM, trải dài từ các đài radar băng tần từ VHF đến băng tần X, sản phẩm radar cho không quân hải quân, radar 2D, 3D, 3 tọa độ. Thứ 5, thiết bị áp chế UAV. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tương lai của Quân đội Hoa Kỳ, Đại tướng Mark Milley từng chia sẻ rằng tấn công đồng loạt bằng UAV với số lượng lớn là thứ mà bạn sẽ thấy trên chiến trường trong tương lai. Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều hệ thống vũ khí khác nhau nhằm tìm ra cách tiêu diệt UAV. Tuy nhiên, đối phó với UAV cỡ nhỏ hay UAV mini là khó khăn hơn nhiều. UAV trong lĩnh vực quân sự đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi các thiết bị này ngày một trở nên nhỏ gọn hơn. Nhờ đó mà nó có thể dễ dàng lọt qua hệ thống cảnh báo radar. Việc đối phó với mối đe dọa do UAV gây ra, đặc biệt là UAV mini, đang là vấn đề cấp thiết. Nhiều quốc gia đang đau đầu tìm cách tiêu diệt và vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái, đặc biệt là các UAV hoạt động với số lượng lớn cùng lúc trong môi trường tác chiến hiện đại. Và tại Việt Nam, chúng ta cũng đang chạy đua để phát triển thiết bị áp chế thứ thiết bị nguy hiểm này. Trong đó, hồi tháng 6 năm 2022, Việt Nam đã công khai thiết bị áp chế Flycam CA-18GL do nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu và sản xuất. Thiết bị này có 3 tính năng cơ bản và một tính năng đặc biệt gồm ép máy bay điều khiển Flycam hạ cánh từ xa với khoảng cách hàng km, bắt Flycam quay về vị trí xuất phát để xử lý người điều khiển, chế áp 7 đàn Flycam trên cùng một hướng và tạo vùng cấm bay bằng cách giả lập tọa độ GPS. Nói về quá trình nghiên cứu, sản xuất thiết bị trên, Đại tá, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, giảng viên cao cấp bộ môn tác chiến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam cho biết, ngày nay, sự phát triển của các phương tiện bay không người lái như Flycam đã đáp ứng được nhiều ứng dụng, phục vụ kinh tế, xã hội, nhưng thiết bị này cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Các chuyên gia về an ninh trên thế giới đã đưa ra nhận định, trong thời gian tới, nhiệm vụ chống Flycam là xu hướng của nhiều quốc gia. Trước yêu cầu thực tế như vậy, nhóm nghiên cứu của khoa vô tuyến điện tử Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tập trung nghiên cứu, sản xuất thiết bị chế áp Flycam dựa trên các mẫu của nước ngoài. Ông Hoàng cho biết, trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã gặp nhiều khó khăn như các hãng nước ngoài khi chào hàng bán thiết bị chỉ cung cấp những tính năng, không cung cấp các thông số kỹ thuật công nghệ. Và để khắc phục được vấn đề này, nhóm đã phải nghiên cứu rất nhiều công trình khoa học tương tự, trực tiếp thử nghiệm các mẫu khác nhau để tìm hiểu cơ chế hoạt động của Flycam cũng như nghiên cứu bên trong thiết bị này. Ông nói, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu sản phẩm này từ năm 2013 và đến năm 2018 mới thành công. Hiện nay chúng tôi đã làm chủ công nghệ và chế tạo thành công thiết bị chế áp Flycam CA-18GL. So với các thiết bị có tính năng tương tự của nước ngoài chào bán tại Việt Nam, thiết bị này có giá thành rẻ hơn rất nhiều lần. Đặc biệt, thiết bị của chúng tôi có tính năng mà hiện nay các hãng nước ngoài chưa chào bán tại Việt Nam. Đó chính là tính năng giả mạo tọa độ GPS, nhằm đánh lừa thiết bị định vị và dẫn đường trên Flycam. Với tính năng giả mạo tọa độ GPS, CA-18GL có thể tạo ra vùng cấm bay nhân tạo để bảo vệ các mục tiêu an ninh quốc phòng. Thứ 6, tên lửa hành trình VCM-01. Chọn tự chế tạo tên lửa hành trình VCM-01 có thể nói là bước đi chiến lược đúng đắn của quân đội Việt Nam. Bởi, đúng với câu nói, một mũi tên trúng hai mục đích,
tên lửa hành trình hiện nay đã có bước tiến phát triển mới, khi nó vừa làm được nhiệm vụ chống tàu mặt nước, lại vừa có thể thực hiện đòn tấn công các mục tiêu giá trị cao, nằm sâu trong đất liền của đối phương. Đại tá Đặng Đồng Tiến, công tác tại tạp chí kỹ thuật và trang bị chia sẻ, rất nhiều tên lửa chống tàu hiện nay đang trở thành vũ khí uy lực trong tấn công các mục tiêu ven biển và trên đất liền. Mặc dù mục tiêu phát triển ban đầu đối với tên lửa này xuất phát từ yêu cầu tấn công tàu chiến ở bến cảng hay quanh bờ biển, tên lửa chống tàu vốn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính INS, hỗ trợ định vị toàn cầu GPS, đầu dò hồng ngoại và radar. Do đó, nó có đủ khả năng để có thể làm song song hai nhiệm vụ trên. Theo một số nguồn tin, tên lửa VCM-01 của Việt Nam được thiết kế dựa trên chuyển giao công nghệ của tên lửa KH-35 của Nga. Đây là một trong những dòng tên lửa chống hạm chủ lực đang được Hải quân Nhân dân Việt Nam biên chế và sử dụng. Việc chuyển giao như vậy sẽ giúp quân đội ta không chỉ sử dụng tên lửa hành trình nói trên trong việc chống hạm, mà còn giúp Việt Nam tự chủ trong việc nâng cấp và tạo ra những tính năng mới như tấn công thọc sâu vào đất liền. Nhưng, vì sao việc tấn công đất liền lại quan trọng như vậy? Đó là bởi, trong khi các hạm đội tàu giao chiến với nhau, thì các tên lửa bờ sẽ khai hỏa yểm trợ. Do đó, các tàu chiến ngày nay bắt buộc phải được trang bị thêm tên lửa tấn công vào sâu đất liền để diệt cụm hỏa lực của đối phương. Chức năng đó sẽ giúp bên tấn công vô hiệu hóa được các tổ hợp tên lửa bờ, kho vũ khí, bến bãi, căn cứ hậu cần ven bờ hoặc mục tiêu như doanh trại, bộ chỉ huy nằm sâu trong đất liền. Chúng ta biết rằng bộ não chỉ huy có giá trị hơn cả một chiếc tàu khu trục, tàu tuần dương trong một trận quyết chiến. Mà để làm được điều đó thì chỉ việc sử dụng máy bay tập kích thôi là chưa đủ, mà còn cần tới một dạng công nghệ tấn công cao bằng tên lửa hành trình tầm xa. Hiện nay, vẫn chưa có thông tin kỹ thuật chi tiết về tên lửa VCM-01 được công khai bởi Viettel hay Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tuy nhiên, vào năm 2019, những hình ảnh đầu tiên của VCM-01 đã được trưng bày. Mô hình được công bố trong một phóng sự của kênh Quốc phòng Việt Nam cho thấy VCM-01 có hình dáng tương tự KH-35UE, và thông tin in trên thân của mô hình cho thấy nhà máy Z-189 có tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất của tên lửa này. Trước đó, nhà máy Z-189 đã tham gia sản xuất bệ phóng KT-184 cho tên lửa KH-35 của Hải quân Việt Nam. Vì vậy, nhiều khả năng nhà máy Z-189 cũng sẽ sản xuất bệ phóng và gia công phần vỏ cho VCM-01. Và theo giới thiệu của Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Nga, thì tên lửa KH-35UE có tầm bắn lên tới 260 km. Nó sở hữu các tính năng vượt trội như kích thước nhỏ gọn, bay cực thấp, bám đỉnh sóng, sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp có khả năng kháng nhiễu tốt, đảm bảo tấn công chính xác mục tiêu. Đầu đạn chiến đấu nặng 145 kg, đủ sức đánh chìm các loại tàu chiến, tàu đổ bộ có lượng choán nước tới 5.000 tấn. Thứ 7. Hệ thống tên lửa phòng không vác vai 9K38 ILGA. Năm 1972, Liên Xô đã viện trợ cho quân đội Việt Nam mẫu tên lửa vác vai mang số hiệu 9K32-2 và được gọi tắt với cái tên A-72. Với đặc điểm gọn, nhẹ, dễ cơ động, khả năng sát thương cao, nó lập tức đã trở thành hiểm họa của máy bay tầm thấp, đặc biệt là máy bay không người lái, máy bay vận tải và trực thăng của Hoa Kỳ. Từ đầu năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, các chiến sĩ Việt Nam đã dùng A-72 bắn hạ lần lượt 29 máy bay Mỹ, 1 chiếc F-4, 7 chiếc O-1 Bulldog, 3 chiếc O-2 Douglas, 9 chiếc OV-10 Bronco, 9 chiếc A-1 Skyrider, 4 chiếc A-37 Dragonfly và 14 máy bay lên thẳng, 1 chiếc 47 Chinook, 4 chiếc AH-1 Cobra, 9 chiếc UH-1 Iroquois. Và đây cũng mới chỉ là số liệu mà Mỹ công nhận. Con số thực tế chắc chắn là cao hơn, bởi vì Mỹ chưa tính số máy bay của không quân Sài Gòn bị bắn rơi, cũng chưa tính số máy bay bị trúng tên lửa, hư hại nặng nhưng quay về được sân bay. Sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không vác vai A-72 đã gây một áp lực tâm lý nặng nề cho phi công Mỹ, nhất là phi công trực thăng. Tại miền Nam trước năm 1972, quân giải phóng chỉ có thể bắn máy bay Mỹ bằng súng máy. Phi công Mỹ chỉ cần bay cao hơn 800 mét là khá an toàn.
chỉ những lúc trực thăng của Mỹ bay thấp thì mới dễ bị bắn. Thế nhưng, trực thăng bị trúng một vài phát đạn xuống máy thì cũng chưa chắc đã rơi. Và nếu có rơi thì phi công Mỹ vẫn có tỷ lệ sống sót khá cao. Nhưng với tên lửa A-72 thì nó có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao tới 2.300m, vượt quá trần bay của đa số trực thăng thời đó. Và chỉ cần một quả đánh trúng trực thăng thì sức nổ của nó sẽ ngay lập tức giết chết phi công hoặc khiến trực thăng bốc cháy dữ dội, khiến tỷ lệ sống sót của phi công là rất thấp. Xuất phát từ thực tiễn đó mà vào năm 2013, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức mua lại dây chuyền sản xuất từ phía Nga và đang từng bước sản xuất hàng loạt để trang bị cho lục quân nước nhà. Tuy nhiên, mẫu tên lửa vác vai Việt Nam mua không phải là A-72, mà là 9K-38 ILGA. Đây là hệ thống tên lửa phòng không vác vai được Liên Xô chế tạo vào năm 1971. Theo thông số chính thức của truyền thông Nga đưa tin, thì ILGA phiên bản S có tầm bắn lên tới 6.000m. Nó còn được dồn thêm rất nhiều vật liệu nổ ở đầu đạn. Nhưng trọng lượng tên lửa không đổi, IGLAS còn hoạt động hiệu quả trong việc tự bảo vệ chống lại hoạt động của các phương tiện áp chế phòng không. Hơn thế nữa, IGLAS sử dụng hai thiết bị dò mục tiêu, hoạt động trong các dải quang phổ khác nhau, cho phép tên lửa phân biệt nhiễu động thật giả ở mức độ chính xác cao. Tên lửa sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại cải tiến, tăng khả năng đối phó với biện pháp mồi bẫy, pháo sáng gây nhiễu của đối phương. IGLAS còn bổ sung thêm kính ngắm nhìn ngày, đêm và có thể tháo rời khi cần thiết. Loại kính ngắm này cho phép tổ hợp tên lửa IGLAS tác chiến trong mọi thời gian. Thống kê gần đây cho thấy các cuộc không kích xảy ra ban đêm trở nên rất phổ biến. Do đó, sự góp mặt của thiết bị nhìn đêm sẽ làm tăng khả năng phòng thủ cho tổ hợp tên lửa IGLAS. Thứ 8. Hỏa thần diệt tăng JPG-29. Là một quốc gia giáp với một loạt ba nước khác trên đất liền. Do đó, Việt Nam ta rất dễ rơi vào tình thế bị địch bao vây tấn công. Và ngày nay, để tiến công vào lãnh thổ của Việt Nam, thì việc triển khai xe tăng đi đầu là không thể thiếu. Xe tăng được ví như lá chắn thép, bảo vệ cho lực lượng bộ binh và xe thiết giáp chở bộ binh đi sau tiến vào kiểm soát lãnh thổ. Cũng chính vì xuất phát từ mối lo đó, mà từ khi giành được độc lập đến nay, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để tự chủ các dòng vũ khí chống tăng. Một trong số đó chính là mẫu JPG-29. JPG-29 là một loại súng phóng lựu chống tăng không giật do Liên Xô chế tạo vào những năm 1980. Sau đó, nó tiếp tục được Nga cải tiến, và cho đến nay, loại khí tài này vẫn được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất đang có trên thế giới. Trong một cuộc thử nghiệm năm 1999 của Nga cho thấy, JPG-29 đã xuyên thủng được giáp trước của chiếc tăng T-80U tại 3 trên 5 phát bắn. Với T-90, con số này cũng là 3 trên 5 phát bắn. Do đó, JPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ, có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại, bao gồm cả M1A2 Abrams của Mỹ lẫn T-90A của Nga. Hay tại Trung Đông, JPG-29 còn từng diệt cả vua tăng Merkava MK4 của Israel. Được biết, Việt Nam từng nhập một số lượng lớn loại súng này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng mua giấy phép để sản xuất trong nước. Quân đội Việt Nam được cho là đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực nguy hiểm này trong khoảng 5 năm trở lại đây. Phiên bản JPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi là SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng ta còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là DCT-7. Với việc tự sản xuất được như vậy sẽ cho phép quân đội ta tự chủ được về mặt trang bị, sẵn sàng sản xuất ở quy mô lớn, số lượng nhiều, ngay lập tức khi phải đối đầu với hàng trăm chiếc xe tăng ở biên giới. JPG-29 có thiết kế đơn giản với ống phóng đường kính 105mm, ống phóng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu có chiều dài 1,85m, trọng lượng khi có đạn vào khoảng 18,8kg. Với kích cỡ, trọng lượng đó, JPG-29 có thể mang vác cũng như bắn từ trên vai người lính. Tổ tác chiến của JPG-29 từ 2 tới 3 người. Ngoài ra, trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1P38 với độ phóng đại 2,7 lần, kính nhìn đêm 1PN51-2. JPG-29 sử dụng hai đầu đạn, bao gồm đạn lõm phía trước cỡ 64mm chịu trách nhiệm phá giáp cảm ứng nổ gắn trên xe tăng,
đầu đạn thứ hai cỡ 105,2mm, xuyên giáp chính của xe. Với cơ chế hai tầng đạn như vậy, cho nên hầu như các loại xe tăng ít có cơ hội thoát hiểm nếu như bị chúng tấn công. Thứ 9. Pháo tự hành M46. Trong quá khứ, Việt Nam đã từng bị tấn công bởi chiến thuật biển người của Trung Quốc. Và thông thường để đối phó với một chiến thuật như vậy, người ta sẽ dùng tới hỏa lực của pháo. Với ưu điểm rẻ, bắn loạt và hỏa lực cực mạnh, pháo binh là một loại vũ khí chết chóc bậc nhất trên chiến trường. Tuy nhiên, dựng pháo tấn công thì ắt sẽ bị đối phương phản pháo. Dựa trên nhu cầu đó, xu hướng ngày nay đã chuyển sang dùng pháo tự hành nhiều hơn. Theo đó, họ sẽ đặt các khẩu pháo lên xe tải bánh lốp để cải thiện khả năng cơ động của pháo trên chiến trường, dễ dàng di chuyển khỏi trận địa, tránh bị đối phương phản pháo. Và trong năm 2021, trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã cho đăng tải những hình ảnh đầu tiên về pháo tự hành 130mm do quân đội ta nghiên cứu và hoàn thiện. Khẩu pháo tự hành được chế tạo trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ pháo tự hành Jupiter 1 do Cuba sản xuất, với khẩu pháo chính được sử dụng là pháo M46 cỡ nòng 130mm, còn hệ thống khung gầm sử dụng xe tải KZAZ-255. Được biết, đây là lần đầu tiên quân đội Việt Nam có khả năng chế tạo pháo tự hành cỡ lớn tới như vậy. Nguyên do là vì M46 là loại pháo cỡ lớn nên có độ giật rất cao và trọng lượng lớn hơn rất nhiều. Cho nên, việc đặt lên khung gầm xe tải phải đảm bảo hoạt động của pháo không làm ảnh hưởng đến xe. Hỏa lực của pháo M46 thì không thể bàn cãi khi nó có thể bắn cấp tập đối phương ở tốc độ tối đa 8 viên trên phút, kèm theo đó là tầm bắn tối đa 27 km. Với hỏa lực này, M46 vẫn được gọi là thần chiến tranh. Duy chỉ có điều là tính cơ động kém nên rất cần được nâng cấp thành pháo tự hành. Kết quả thử nghiệm ban đầu đối với pháo tự hành 130mm đã cho kết quả tương đối khả quan. Khi khung gầm được tích hợp pháo vẫn đạt tầm hoạt động 450 km, lao rốc 60%, đi trên mặt phẳng nghiêng 30%, vượt vật cản cao 0,6m, vượt hàng rộng 0,6m và lội nước sâu 1m. Kết quả này đã mở ra triển vọng để Việt Nam nâng cấp toàn bộ số pháo mặt đất M46 hiện có trong biên chế để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chiến tranh hiện đại. Và cuối cùng, đội tàu chiến hùng hậu Make in Việt Nam trên Biển Đông. Xuất phát từ nhu cầu hướng ra biển của Việt Nam chúng ta, nhiều thập niên qua, ngành đóng tàu Việt Nam đã không ngừng học hỏi và phát triển. Và trong một buổi thảo luận của Quốc hội, hồi tháng 11 mới đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã cho biết thêm rằng, Việt Nam hiện đang sản xuất tất cả các loại vũ khí, trang bị bảo đảm cho bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ví dụ, chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi, chứ không phải chỉ có mỗi tàu đánh cá. Hay như tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2023, Viện Thiết kế Tàu Quân sự thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã ra mắt với bạn bè quốc tế 10 mẫu mô hình tàu quân sự tiêu biểu cho ngành công nghiệp đóng tàu quân sự của nước ta. Trong đó, có tàu tên lửa tấn công nhanh Morninja 1241.8, tàu pháo tuần tiểu TT-400TP, tàu cảnh sát biển đa năng DN-2000, tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSALS 9316, tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn Saber FC 624. Ở đây, chúng ta sẽ lấy tàu tên lửa tấn công nhanh Morninja 1241.8 để hiểu hơn về sức mạnh của quân đội Việt Nam. Có lẽ trên thế giới, ít có loại tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ nhỏ nào lại có hỏa lực mạnh như lớp tàu tên lửa tấn công Morninja do Việt Nam sản xuất dựa trên công nghệ của Nga. Tàu tên lửa tấn công nhanh Morninja 1241.8 mang trên mình những đặc điểm hết sức độc đáo, phù hợp với chiến tranh phi đối xứng, nhất là với các quốc gia có tiềm lực hạn chế, nhưng phải đương đầu với những quốc gia có nhiều tàu chiến to sống lớn. Sở dĩ, con tàu có thể làm được như vậy là bởi vì số lượng đầu đạn tên lửa mà nó mang theo. Với 15 quả tên lửa KH-35 Uranae, chỉ cần một biên đội hai chiếc tàu Morninja là có thể tạo ra cơn mưa tên lửa diệt hạm với hàng chục quả đạn, có quỹ đạo bay cực thấp bám ngay trên đỉnh sóng, lao vào đội hình tàu của đối phương, khiến cho hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng không kịp phản ứng,
hoặc bị quá tải, không thể đánh chặn có hiệu quả. Ngoài ra, sau khi tấn công, Mo Ninja có thể nhanh chóng rời đi, bởi dù hỏa lực cao nhưng con tàu này khi choáng nước đầy tải cũng chỉ đạt 510 tấn, nhưng lại có tốc độ cao gần 80 km/h. Theo Văn phòng Thiết kế Hải quân Trung ương Almaz của Nga cho biết, Mo Ninja là con tàu thuộc hàng đẳng cấp nhất thế giới, phát triển để tiêu diệt các tàu chiến, tàu vận tải cũng như các tàu đổ bộ cỡ lớn của đối phương trên vùng biển mở. Như vậy, chúng ta đã cùng quân sự 24 giờ điểm qua 10 loại vũ khí đang được thiết kế và sản xuất bởi Quân đội Nhân dân Việt Nam chúng ta. Cả 10 loại vũ khí này đều có nhiệm vụ quan trọng trong trường hợp Tổ quốc lâm nguy. Tất nhiên, con số 10 ở trên vẫn chưa phải là tất cả, bởi vì vẫn còn nhiều loại vũ khí hiện đại khác trong biên chế, và đặc biệt là còn có nhiều khí tài đang được nghiên cứu, chưa thể công khai, như các dự án chế tạo tàu ngầm, xe thiết giáp, máy bay. Do đó, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều loại khí tài quân sự mới hơn nữa, và thành tựu của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam ngày một phát triển mạnh mẽ. Các bạn có đánh giá như thế nào về các loại khí tài quân sự mới mà quân đội Việt Nam ta đã chế tạo và sản xuất, và nền công nghiệp quốc phòng đang lên như Việt Nam? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận phía dưới video nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà kênh Quân sự 24 giờ đem đến cho các bạn, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo cho kênh để đón xem những video mới nhất của Quân sự 24 giờ nhé! Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.